Tường Vô Nguyễn Hồng xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị nhà mình và chào mừng anh chị đã quay trở lại với video ngày hôm nay của bên em. Và hôm nay thì em gái Hà My xin phép là được đưa lên một tác phẩm vô cùng là đẹp mắt và giới thiệu với anh chị nhà mình. Đó là một tác phẩm Ngài Di Lặc được bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ là gỗ trắc đỏ đen cực kỳ là quý hiếm anh chị nhé. Và tác phẩm này thì bên em khắc họa với hình ảnh đó là Ngài Di Lặc với dáng thế ngồi dưới tán cây tùng, rất là bonsai và cổ thụ luôn đúng không ạ? Và kèm theo đó thì là hình ảnh của năm cô cậu tiểu đồng đang nô đùa vui vẻ vây quanh ngài, rất là đẹp luôn anh chị em mình nhé. Và những cái chi tiết và bố cục bên em cũng đã là thiết kế xung quanh tác phẩm này, đó là một cụ thiềm thừ chiêu tài hút lộc đúng không ạ? Và cũng như là những cây lấm linh chi, hoặc cũng như là những củ nhân sâm ngàn năm tuổi này, và những cây hoa, cây cỏ làm cho tác phẩm này thêm phần sinh động và cũng như là đẹp mắt hơn rất là nhiều anh chị nhà mình nhé. Và mời anh chị nhà mình cùng đi sâu hơn vào tác phẩm này và nhìn ngắm chi tiết hơn về diện mặt của Ngài Di Lặc đúng không ạ? Một diện mặt vô cùng là hoan hỉ và tươi vui này, lở ra một cái nụ cười rất là phúc hậu anh chị nhà mình nhé. Từ cái lông mày và cũng như là đến khóe mắt và sống mũi của ngài này, bên em khắc họa và cũng như là điêu khắc vô cùng là tỉ mỉ và chân thật luôn cho anh chị nhà mình. Chuỗi vòng tràng hạt bên em cũng đã là đục kênh hẳn lên và cũng như là một chiếc khánh này châm tỉa vô cùng là tỉ mỉ anh chị nhà mình nhé. Bụng của ngài thì rất là to, mà bụng của ngài càng to bao nhiêu thì càng mang lại ấm lo đủ cho gia chủ bấy nhiêu đúng không ạ? Và anh chị nhà mình cùng nhìn ngắm cho em đó là một tán cây tùng bonsai và cổ thụ anh chị nhé. Gốc tùng rất là chân thật luôn cho anh chị nhà mình và cũng như là từng cái tán cây này. Anh chị nhìn ngắm cho em gái này, kênh bong hẳn lên đúng không ạ? Và cũng như là màu sắc của chất vân, chất gỗ này thì vô cùng là tuyệt vời anh chị nhé. Chất liệu gỗ là gỗ trắc đỏ đen, màu đỏ và màu đen đan xen hòa quyện lại với nhau làm cho tác phẩm này vô cùng là sang trọng và cũng như là lịch lãm nếu như anh chị nhà mình trưng chơi tác phẩm này trong khán phòng gia đình nhà mình đúng không ạ? Vâng ạ, và tác phẩm này thì em gái cũng sẽ là xin phép chia sẻ chiều cao kích thước để cùng với anh chị nhà mình có thể là cân đối tác phẩm này và cũng như là cân đối không gian chỗ kê cho gia đình nhà mình anh chị nhé. Tác phẩm này của bên em thì có chiều cao là 1m50 và chiều ngang cho em gái là 1m này, chiều sâu cho em là 55 và nếu như mà không tính chiếc kỷ ạ thì có chiều cao là 1m25 anh chị nhà mình nhé. Và giá giao lưu tác phẩm này cùng với đại gia đình nhà mình trong ngày hôm nay, giá giao lưu là 28 triệu đồng bao gồm phí vận chuyển toàn quốc cho em gái được không ạ? Và chỉ với 28 triệu đồng anh chị nhà mình đã có thể là sở hữu ngay một tác phẩm Ngài Di Lặc đục ngũ phúc ngồi dưới tán cây tùng, rất là đẹp luôn của bên em anh chị nhà mình nhé. Và em gái cũng sẽ là xin phép kết thúc video tại đây để hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở những video kế tiếp được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhà mình ạ.